GXS. Nago 275. Nago R. Đúng nhóm hai. Sao cái tôi thấy ok chưa, thấy đỡ hơn không? Thấy cái ngực ok không? Với khỏe thì khỏe từ hôm qua tôi coi, tôi biết tôi về khi về trên lầu là giờ nào tôi cũng biết, 4 giờ là hơn là về trên lầu rồi. Khác chưa, thấy khác không? Thấy khác, thấy đẹp hơn mà nó xa là bắt nói rồi. Thứ nhất là cái xa đó là tư thế nằm, là vì cái lồng ngực của em á ở giữa là xương không và nó gồ, cho nên một cái mặt phẳng nó nằm dài, cái lồng ngực mà mặt phẳng nó nằm dài thì đương nhiên tư thế nằm ngực nó phải đổ ra, cần hiểu không? Nó phải đổ ra đây, đó là chuyện bình thường. Thứ hai, ở trong hôm qua bác cái trước mổ bác cái giải thích mà cái xương ức của em cái bản nó rộng, xương không, do đó chỉ có da và xương. Nếu bây giờ bác siết vô đó là bữa sau một nó thông khe luôn, là biến cái ngực từ cái câu chuyện dạ thành cái ngực không khe là cũng phải mổ lại nữa. Cho nên hôm qua là cái đó bác cũng phải khâu reforce, tức là khâu tăng cường, làm chắc cái mở ra, mở chỉ cho. Phải làm chắc cái chỗ cái phía trong này nữa để cho nó tránh cái xông khe. Vì mình đâu có thể mình mổ điêu lại không? Này, ví dụ như mình ép vô này đâu có xa đâu, đúng không? Dạ. Cái xu hướng mà một cái mặt phẳng nó nằm nghiêng thì đương nhiên cái túi nó phải đổ ra phần triền thôi. Yeah. Đó là cái chuyện chắc chắn nha. Đó bây giờ cái ngực nó lên tới đây này, thấy không? Cái túi đây ví dụ như hôm qua bắt vỡ cái vẽ cái bờ trên thì cái túi nó giờ nó đã tới đây rồi nè. Hôm qua cái túi cái đỉnh túi của em nó nằm ngay cái đấm vú này. Và em nhớ hôm qua bắt vẽ dưới này nè, nó xuống dưới này nè, bắt ghi dưới này nè. Là cái túi nó đổ dưới đây. Cho nên hôm qua mình từ cái chân ngực cũ á, mình khâu lên khoảng gần 5 cm. Mà hôm qua tôi khâu rất là chắc, khâu như đổ bê tông rồi đó. Nhớ nè, một cái túi để cho một cái ngực mình sờ nó mềm, chắc chắn cái ngực này sau cái ngực này nó sẽ mềm hơn ngực lần trước. Em cứ cố gắng giữ, nó chắc chắn cái ngực nó mềm hơn lần trước. Tại sao nó mềm hơn? Không phải là do thánh thần gì hết. Túi ngực của em hôm qua không bị bao sơ, cho nên cái pocket nó rất là mềm rồi. Bắt thay cái túi này là túi trơn của mentor, bản chất